6 tháng 2 năm sau nó có rồi nè. Anh số anh à? Sao không? Mấy chị em nào bác cũng biểu tôi ăn gà ác thì không bán lắm. Nhưng mà những người đầu nó bị chỉnh lúc gà, lúc lưng thật gà nó đuối ngàn này mới. Đó là ý trời chứ không phải ý tôi. Mà nói luật sư nghe, thơm bả lắm tôi mới ăn gà ác. Chứ có thằng đàn ông nào mà chịu đựng như tôi là bà mua 30 con gà ác mà bỏ trong tủ lạnh. Bà chắc 30 tháng thuốc bắc về mỗi ngày bà hầm cho tôi ăn con. Tôi ăn 4 ngày đầu tôi còn biết con đó là con gà ác. À mẹ nó tôi bốc tới ngày thứ 10 cái mặt tôi còn ác hơn con gà.